Anh em nhìn thấy không? Nhìn dáng đứng đẹp không anh em? Đấy. Rất nhiều cái thể loại này nó đến nó phá game. Đấy, chạy. Chạy rất nhanh. Tí nữa lại bắt được ấy. Xin chào anh em. Anh em ơi, video trước thì tôi đã hướng dẫn anh em cách dùng cái bẫy chuột đầu sắt này anh em. Và sau khi đặt bẫy thì tôi cũng đã bắt được rất nhiều những cái con chuột ở trong nhà tôi anh em ạ. Bắt được khoảng 5-6 con gì đấy, khá là nhiều anh em. Đấy chỉ là một số ít những cái con mà tôi sâu lên thôi anh em. Ngoài ra thì cũng bắt được rất là nhiều anh em. Ngoài cái việc mà bẫy chuột đầu sắt này nó phát huy hiệu quả đối với những cái con chuột nhà và các cái con chuột cống rồi anh em, thì cái bẫy chuột này nó còn vồ được không biết bao giờ là cái con chuột chù anh em ạ. Mà ở miền Nam gọi là chuột xạ anh em. Bắt được nhiều dã man con gan luôn anh em. Không biết là cái bẫy chuột này nó hiệu quả hay là do cái con chuột đấy mồm nó nhanh hơn não, mà nó nào đi ra thăm bẫy cũng phải nhìn thấy một vài cái con chuột xạ đấy nó ở trong cái bẫy chuột đầu này anh em ạ. Cày vãi chửi luôn anh em. Giết nó thì mình không dám giết, bởi vì tây đồn là khi mà có cái con chuột chù hay là con chuột xạ này nó ở trong nhà anh em thì là có nghĩa là mình đang gặp may đấy anh em, nên là tôi cũng không dám giết. Mà để nó lại thì cũng nhục anh em, bao nhiêu lần nó phá hoại cái bẫy của tôi làm cho tôi không bắt được những cái con chuột mà tôi cần bắt anh em. Mà hơn nữa là mỗi lần nó vào nó ăn bẫy, nó làm cái nồng của nó, làm cái bẫy nồng này nó hôi dình lên, đến lúc tôi phải kỳ cọ rửa mãi nó hết cái mùi hôi. Nếu không, cái con chuột thường ấy nó rất sợ cái mùi hôi của con chuột xạ này, con chuột chù này, nên là nó sẽ không vào ăn bẫy đấy, nó gây ra cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhưng mà tôi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay để cho nó tồn tại ở trên cõi đời này. Đây, sau nhiều lần bẫy thì đây là tôi sẽ sâu cho anh em một vài lần tôi bắt được cái con chuột xạ này nhá. Đây, phát đầu tiên tôi bẫy ngoài cổng anh ạ, sáng sớm bẫy hai phát ngoài cổng đây, sập luôn. À, một phát sập, một phát không. Đấy, phát này không sập này, phát này đây dính luôn một em này. Em thấy có chán à? Bây giờ thầm bẫy mà nhìn thấy con chuột này, nó nói thật với anh em là tôi chán luôn, không biết nói gì nữa. Lần nào cũng phải gặp một vài này, cái con chuột này. Con chuột này có thể loại là cái thể loại phá game luôn anh em. Nó đi ăn rất sớm anh em. Chỉ cần sơm sẩm tối, hoặc kể cả thậm chí là ban ngày luôn, có người nó vẫn đi ăn như bình thường anh em. Không sợ, bởi vì như kiểu không, nó không có đối thủ ấy nhá. Mèo nó không dám ăn nhá. Cái con chuột bình thường mà gặp mèo nó chạy toán nạn, nhưng mà con chuột này nó không sợ mèo ấy nhá. Vì nó phát ra cái mùi hôi cực kỳ kinh dị. Mèo có khi còn sợ nó, nhưng hù nó sợ mèo. Đây, tôi lại phải thả nó ra thôi nhá. Xin mời anh ra hộ em cái. Anh vừa phá game của em đấy anh ạ. Đấy, mời anh đi cho. Thế là hỏng hết cả kế hoạch rồi. Đấy, thế là xong, hỏng hết cả kế hoạch. Cất bẫy vào, mai bẫy tiếp anh ạ. Chán. Đây anh em, lại một buổi sáng đẹp trời, đặt hai cái bẫy, cái sập cái không. Và kết quả là, đấy, có chán không anh em? Con này bé hơn con đầu qua đấy. Nó chỉ kiểu một đàn cái con chuột chù này đây anh em. Không hiểu chúng nó kéo đến đây làm gì, nó phá game của mình quá nhiều rồi anh em. Loại này là rất là phàm ăn anh em ấy. Có gì là nó đến nó ăn hết nữa. Mà nó không có cái kiểu là đi ăn bẫy theo, nó không có cái kiểu đi ăn bẫy trí tuệ như kiểu con chuột bình thường đâu anh em. Mà cái loại này là cứ thấy thức ăn là nhau và đớp rồi, không mang hiểm nguy luôn anh em. Và chính vì thế là nó rất hay bị dính đòn này. Đấy. May là vào cái thể loại này chứ vào bẫy keo mới lại bẫy bán quyền thì thôi xác định. Tôi cũng vô tình là bắt được rất nhiều cái con chuột xạ này ở trong cái bẫy keo và bẫy bán quyền rồi anh em ạ. Và cũng có nhiều con thì được tôi thả kịp thời. Tuy nhiên cũng có một thiểu số là ra đi mãi mãi không về anh em ạ. Thôi con này tôi lại thả thôi anh em. Mời anh lại nhà cho tôi nhờ. Lại mất công để rửa bẫy rồi. Chán thế chứ nị. Tiếp theo đây anh em,
phết ở khu vực này. Khu vực này khá là nhiều cái con chuột xạ luôn anh em, chuột chù. Đấy. Rồi. Anh em thấy chưa? À, rất nhiều luôn anh em. Nghe giang hồ đồn là bắt được cái con chuột ở nhà mà có con chuột này là có là sắp sửa có rất nhiều nhiều tiền đấy ạ. Mà tôi chỉ thấy bẫy được chuột chả thấy có tiền đâu anh ạ. Nhìn mặt này, mỏ nó rất là dài anh em này. Đấy. Cho vào đây ngắm nghía tí nó nát lại thả ra. Đây sầu hẳn cam vào bên trong nhá. Mở hẳn cửa thành luôn. Cho máu. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Nhìn dáng đứng đẹp không anh em? Đấy. Rất nhiều cái thể loại này nó đến nó phá game. Đấy, chạy. Chạy rất nhanh. Tí nữa lại bắt được ấy. Rồi. Xem nào. À ngon. Hello. Một con chùa rồi. Thân pháp nhanh cứ. Ô men. Anh bảo em chuột xạ rồi. Hối quá. Đấy anh em nhìn đó. Sao đợt này nắm cái con chuột này. Không biết tại sao đợt này toàn cái con chuột xạ này. Bắt được mấy con rồi. Đấy. Cho vào thùng. Đấy anh em nhá. Rất nhanh nhẹn nhá. Đấy, chạy. Đang tìm cách thoát thân á, à, nhảy. Chân ngắn không ra được anh em ạ. Cái chuột bình thường nó nhảy phát ra anh em. Con này chân ngắn không ra được. Mà riêng cái bọn chuột cống nó nhảy phát ra cái khỏi cái thùng này. Rồi vào thăm cái bẫy ở trong bếp anh em. Đây rồi. Dính của em đây rồi. Buổi hôm trước khi mình set bẫy là mình đặt cạnh cái máy giặt anh em ạ. Nhưng mà cái máy giặt mà mỗi lần là nó hoạt động ấy là nó toàn nạp sập cái bẫy này vì nó rung anh em. Nên mình phải chuyển ra đây thì đã bắt được con chuột này đây anh em. Như vậy là một ngày đã bắt được hai con chuột rồi. Đây mình đặt một cái bẫy chỗ này để xem nó có bắt được không. À đấy. Ô. Lại một em chuột xạ anh em ạ. Sao nhiều thế nhỉ? Tự dưng đợt này rất nhiều chuột xạ anh em ạ. Mình không hiểu tại sao luôn. Quá nhiều. Bắt được miếng tỏi. Đấy. Mùi hôi lắm anh em. Mỏ rất dài. Đấy anh em ạ. Như vậy vừa xong là mình đã show cho anh em thấy là mình trong cái quá trình bẫy chuột mình đã bắt được rất là nhiều cái con chuột xạ hay là ở miền Bắc mình gọi là con chuột chù ấy nhá. Thì khi bắt được cái con chuột này thì như mọi người khuyên là tốt nhất là chúng ta nên thả không nên bắt nó. Mình cũng đã nghe lời anh em là mình cũng thả nó ra rất là nhiều anh ạ. Thì về với thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên là mặc dù là khi mà thả nó ra thì nó lại tiếp tục đi phá game anh em, nó đi phá hoại cái bẫy của mình khiến cho mình không bắt được những cái con chuột mà cần bắt. Đấy, video hôm nay của mình kết thúc ở tại đây thôi anh em. Nếu anh em thấy video này của mình hay thì anh em hãy ấn like và chia sẻ nhé. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhé. See you again.